Báo Quân đội Việt Nam bình luận top 5 tổ hợp pháo binh uy lực của quân đội Nga. Quý vị và các bạn thân mến, với truyền thống lâu đời, lực lượng pháo binh luôn được quân đội Nga trọng dụng. Khác biệt với Mỹ và phương Tây sử dụng không quân là lực lượng cung cấp hỏa lực hỗ trợ chính cho lực lượng trên bộ, thì Nga lại sử dụng pháo binh làm nhiệm vụ này. Điều này cũng dễ hiểu tại sao quân đội Nga lại có lực lượng pháo binh hùng hậu, đa dạng về chủng loại. Căn cứ vào uy lực và nhiệm vụ, giới chuyên gia quân sự quốc tế đã xác định 5 dòng vũ khí pháo binh uy lực hàng đầu của quân đội Nga. Tổ hợp pháo bắn đầu đạn hạt nhân Pikom và Manka. Đứng đầu danh sách top 5 dòng pháo binh uy lực của Nga chính là tổ hợp pháo tự hành Pyong, tên mã NATO là M1975. Đây là tổ hợp pháo binh cỡ nòng lớn, uy lực hàng đầu thế giới, được phát triển trong thời chiến tranh lạnh. Dòng vũ khí này được phát triển phù hợp với học thuyết tác chiến của Mỹ và Liên Xô trong giai đoạn những năm 1970 và 1980 về việc sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật bắn qua nòng pháo để tiêu diệt diện rộng các mục tiêu trên mặt đất. Chuyên gia quân sự Andrei Kotz nhận định, ở nước Nga, chỉ có dòng pháo binh duy nhất có cỡ nòng 203mm là pháo tự hành 2S7 Pyong và sau đó là phiên bản nâng cấp 2S7M Manka. Tổ hợp pháo Pyong, ngoài khả năng bắn đầu đạn hạt nhân, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cũng chế tạo nhiều loại đạn thông thường uy lực dành cho chúng như đạn nổ cháy mạnh ZFO-35 110kg với tầm bắn 50km. Pháo 2S7 Pyong giống như pháo chính trên các thiết giáp hạm thời Thế chiến II. Ria Novosti nhận định, tuy nhiên uy lực và phạm vi của tổ hợp pháo 2S7 Pyong dù mang lại nhiều lợi thế, nhưng dòng vũ khí này cũng có một số nhược điểm. Theo đánh giá của quân đội Nga, tốc độ bắn và số lượng đạn mang theo cũng là một yếu tố để đánh giá. Về mặt này, pháo 2S7 Pyong và 2S7M Manka là yếu thế khi chỉ mang được 4 và 8 đạn trong các hộp chứa đạn tiêu chuẩn. Quân đội Nga hiện vẫn niêm cất khoảng 300 tổ hợp pháo hạng nặng này. Súng cối hạng nặng Tiulpan được biết tới là một trong những tổ hợp cối cỡ nòng lớn nhất thế giới. 2S4 Tiulpan được biên chế cho quân đội Liên Xô từ những năm 1970. Đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn duy trì một số đơn vị tổ hợp cối hạng nặng này. Ria Novosti đánh giá, uy lực của cối 2S4 Tiulpan là đạn cỡ 240mm được trang bị. 2S4 Tiulpan được trang bị rất nhiều loại đạn gồm đạn nổ định tầm, nổ phá mạnh, đạn chùm và đạn tự dẫn. Dưới thời Liên Xô, dòng cối hạng nặng này thậm chí được trang bị cả đầu đạn hạt nhân. Nhờ quỹ đạo đạn bắn cầu vòng, cối 2S4 Tiulpan có thể tiêu diệt các mục tiêu bị che khuất nằm sâu trong các tuyến phòng thủ. Trong cuộc chiến ở Afghanistan, cối tự hành 2S4 Tiulpan còn được trang bị đạn nối tầm sử dụng động cơ tên lửa. Chuyên gia ACOTS cho biết, đạn trên khung gầm xe tự hành, tổ hợp cối 2S4 Tiulpan có khả năng cơ động trên địa hình đồi núi và khai hỏa tấn công các mục tiêu nằm ở bên kia triền núi. Đạn 240mm đặc biệt hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu ẩn nấp trong hang động và vị trí hiểm trở khó tiếp cận. Cối tự hành Vena, tổ hợp cối tự hành 120mm 2S31 Vena, VEN, là dòng vũ khí mới nhất trong bảng xếp hạng được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2010. 2S31 Vena được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến đấu tại Afghanistan khi cối tự hành S29 Nona tỏ ra cực kỳ uy lực với phiến quân trang bị nhẹ, cơ động cao. Dựa trên cơ sở cối Nona, quân đội Nga đã phát triển thế hệ cối tự hành mới sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Điểm mạnh của 2S31 Vena chính là tốc độ bắn cao và khả năng tự hành tốt trên mọi địa hình. Mỗi tổ hợp 2S31 Vena đều có máy tính đạn đạo trên khoang và hệ thống liên kết thông tin cho phép tiếp nhận và truyền thông tin về phần tử bắn cho toàn bộ khẩu đội. Thông tin về mục tiêu, chế độ bắn được hiển thị trên màn hình của trưởng xe. Với thông tin của 30 mục tiêu, trưởng xe chỉ việc chọn ra mục tiêu cần tiêu diệt và hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tự động tính toán phần tử bắn để khai hỏa. Trong các tình huống đột kích, 2S31 Vena chỉ mất khoảng 20 giây để tính toán khai hỏa vào các mục tiêu ưu tiên. Sự kết hợp của tổ hợp cối 120mm có thể bắn bất kỳ loại đạn nào trên khung gầm xe bọc thép hạng nhẹ đã giúp 2S31 Vena có sức hút lớn trên thị trường vũ khí quốc tế. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smudge. BM-30 Smudge, tạm dịch là tố lốc, là một trong những tổ hợp pháo phản lực uy lực nhất trên thế giới hiện nay, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1987
BM-30 Smudge trang bị 12 đạn phản lực 300mm với 250kg đạn chùm, độ phá mảnh và nhiệt áp. Chuyên gia Arcos đánh giá, sức mạnh hủy diệt của BM-30 Smudge nằm ở khả năng tấn công diện rộng tới 70 ha ở khoảng cách 20-70 km. Giới chuyên gia từng đánh giá, nếu 6 giàn phóng BM-30 Smudge khai hỏa cùng lúc, mục tiêu sẽ chịu sự công phá không khác gì đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hiện tại, Nga đang phát triển biến thể nâng cấp của BM-30 Smudge với tên mã là Smudge S. Điểm mạnh của Smudge S là việc trang bị đạn rocket tự cơ động quỹ đạo trong các pha phóng. Việc trang bị đạn rocket tự dẫn chính xác cao kết hợp với khả năng hủy diệt của Smudge S đã tạo ra dòng vũ khí tấn công uy lực mới. S-400 của Nga thị uy chiến trường Syria, 10 nước xếp hàng mua. Ông Alexei Bobberezkin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Quân sự của MGIMO khẳng định với Sputnik rằng hợp đồng mua hệ thống phòng không độc đáo và hiệu quả của S-400 Triumph của Nga sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an ninh và không phận quốc gia. Vừa qua, Nga đã nhận được khoản tiền đặt cọc do Thổ Nhĩ Kỳ tạm ứng để mua các hệ thống tên lửa S-400. Ông Vladimir Kotin, trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, thông báo với các phóng viên. Ông Kotin nhấn mạnh, đúng, chúng tôi đã nhận được khoản ứng trước, hiện thời tôi không thể nói khoản đặt cọc đó là bao nhiêu. Bên mua còn muốn chuyển các khoản tiền chính thức sớm hơn, nhưng vấn đề hiện vẫn đang được thảo luận tiếp. Ngày 12 tháng 9, Moscow và Ankara đã ký hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa phòng không S-400. Các chi tiết của thỏa thuận này không được công bố do đặc thù và độ nhạy cảm của đề tài. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng nước này đã chuyển khoản thanh toán đầu tiên. Việc chính quyền Ankara quan tâm tới tổ hợp tên lửa phòng không Nga là điều hiển nhiên. Mỗi quốc gia nỗ lực đảm bảo an ninh đều sẽ làm như thế. Các đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ trông đợi các tên lửa sẽ bắt đầu được cung cấp trong vòng 2 năm. Trên sóng đài Sputnik, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Chính trị của Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow MGIMO, nhà phân tích Alexei Popberekin lưu ý rằng S-400 đảm bảo sự phòng vệ trước hầu hết các phương tiện tấn công từ trên không. Theo vị chuyên gia Nga, hiện nay chủ quyền của quốc gia chủ yếu được xác định bởi khả năng phòng không và phòng thủ vũ trụ. S-400 chính là hệ thống đảm bảo sự phòng vệ trước hầu hết các phương tiện tấn công, thậm chí cả tên lửa đạn đạo tầm trung. Từ khi được Nga điều sang chiến trường Syria, S-400 đã chứng tỏ nó là hệ thống phòng không rất hiệu quả, có khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu từ rất xa, phạm vi bao phủ không phận rộng lớn. Trên thế giới chưa có hệ thống nào tương tự S-400. Do đó, sở hữu S-400 sẽ đảm bảo an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ, đối phó các đối tượng khó bị tiêu diệt như máy bay chiến đấu tàng hình hay máy bay chỉ huy cảnh báo sớm hoặc các máy bay trinh sát tác chiến điện tử có khả năng phát hiện và tiêu diệt các loại radar. Với tính năng độc đáo đó, S-400 đang được rất nhiều nước quan tâm, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ đã được Nga chấp thuận bán. Ngoài ra còn có hàng chục nước đang đăng ký và xếp hàng đặt mua nhưng chưa được Moscow chấp thuận. Theo báo cáo chính thức của cơ quan chuyên trách của Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, sau khi S-400 được đưa sang trực chiến ở chiến trường Syria để bảo vệ căn cứ không quân Memim của Nga ở tỉnh Latakia, cơ quan này đã nhận được khoảng 10 đăng ký đặt mua hệ thống phòng không. Điều này cho thấy hệ thống phòng không số 1 hiện nay của Nga, mặc dù chưa chính thức tham gia đánh chặn bất cứ mục tiêu nào, nhưng những tính năng vốn có của nó và những sự điều chỉnh có thể trong tương lai sau những kinh nghiệm thực chiến ở Syria đã được các nước đánh giá rất cao. Tuy nhiên, theo ý kiến vị chuyên gia này, trước hết Nga cần đáp ứng nhiệm vụ ưu tiên cung cấp trước các hệ thống phòng không tối tân cho lực lượng vũ trang của mình. Hệ thống S-400 đang được triển khai bảo vệ tất cả các hướng chiến lược của đất nước, ông Alexei Popberezkin tuyên bố. Việt Nam ứng dụng UAV viễn thám và vệ tinh VN RedSat-1 cho nhiệm vụ quân sự. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu đã đưa vào khai thác nhiều loại UAV viễn thám phục vụ công tác lập bản đồ địa hình quân sự theo dạng số hóa 3D. Trong các phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc phòng, hình ảnh về UAV Geoscan 101 do công ty Geoscan có trụ sở tại Saint Petersburg của Nga sản xuất đã liên tục được giới thiệu. Đặc trưng của chiếc máy bay không người lái này chuyên dùng trong công tác xác lập bản đồ địa hình quân sự hoặc đo đạc viễn thám từ trên không này là mức độ tự động hóa cao trong tất cả mọi hoạt động.
từ lập kế hoạch bay cho tới xuất dữ liệu cuối cùng nhờ phần mềm Agisoft Photoscan Pro cài đặt sẵn. Được giao khai thác khí tài hiện đại, các cán bộ của Cục Bản đồ, mà cụ thể ở đây là Thiếu tá Tiến sĩ Phạm Xuân Hoàng, trợ lý phòng bản đồ viện thám Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, đã xây dựng hoàn thiện và bảo vệ thành công hàng loạt đề tài khoa học cấp nhà nước có giá trị ứng dụng cao trong cũng như ngoài quân đội. Một trong những đề tài tiêu biểu có thể kể ra đây chính là ứng dụng ảnh vệ tinh VnRedSat-1 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và đảm bảo địa hình ngoài lãnh thổ. Làm chủ công nghệ viễn thám chính là tiền đề nhằm tạo ra tiềm lực về khoa học và công nghệ vũ trụ, từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh, đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, theo tinh thần quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 2006 về chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ba tiêm kích Su-27 tráng sĩ Nga gặp thảm họa ở Cam Ranh thế nào? Người chỉ huy chiến bay dưới mặt đất Abuzov vẫn gắng sức điều khiển cuộc hạ cánh, mà đó là việc không dễ gì trong các điều kiện như thế. Các tráng sĩ đang bước vào như người ta thường gọi là hành trình hạ cánh, hết sức khó khăn. Chiếc 604 dẫn đầu top 3 chiếc bên phải. Sau khi lặp lại thao tác đội hình bám theo chỉ huy, khẩn cầu, hãy nhẹ nhàng hơn đi, tôi chỉ còn một chút dầu thôi. Nhưng lập tức, chiếc chỉ huy chỉnh ngay, tôi không hiểu anh muốn gì. Sau đó, chẳng thấy ai hỏi nữa. Vào thời gian đó, đội bay đang thực hiện vòng ngoặt vào hướng hạ cánh và xếp theo đội hình quả nang. Phi đội đã đạt độ cao 1.500m và hướng tới trạm dẫn đường phía xa, sau đó sẽ là vòng ngoặt lần thứ nhất về bên phải. Abuzov, hãy giữ độ cao 1.500. Ngay lập tức có trả lời từ một chiếc tiêm kích, hạ thấp tốt hơn không? Chỉ huy IL-76 nói, tiếp tục hạ độ cao. Abuzov cố gắng kìm sự nóng vội của chiếc chỉ huy xuống. Sau khi bay qua trạm dẫn đường, tiếp tục hạ độ cao tới 600m. Anh cần phải giữ ở độ cao 1.500m, còn nhóm tiêm kích là top 2 và top 3 hạ độ cao tách ra để hạ cánh. Abuzov và các đồng sự còn cố gắng vài lần nữa để hướng dẫn và tách tốt, nhưng không thành công. Viên tướng vẫn nặng nặc hạ cánh cả nhóm vào ngay lần đáp đầu tiên. Trong khoang lái IL-76, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, đã diễn ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa những người đàn ông Hoa Tiêu Kryazevsky gắn can thiệp vào quá trình hạ cánh và giải thích cho Grebennikov sự mạo hiểm của đội hình hạ cánh. Tuy nhiên, đoạn băng từ máy ghi tự động dựa vào đó sẽ xác định rõ ràng vụ scandal này đã biến mất một cách bí ẩn. Tất cả 6 chiếc máy bay đều thực hiện vòng ngoặt trong mây, hạ thấp độ cao, trong khi đó vẫn giữ nguyên đội hình chặt chẽ. Sau được phút bay như thế, chiếc tiêm kích đi đầu thú nhận, ở đây khó nhìn quá, hãy hạ xuống dưới mây đi. IL-76, rõ rồi. Tiếp theo là vòng ngoặt 180 độ, rồi tất cả lấy hướng ngược đường hạ cánh. Abuzov, 623, mặt đất dưới máy bay anh có nghe thấy rõ không? IL-76, thực sự thì không, thỉnh thoảng. Abuzov nói, tôi không nhìn thấy đỉnh núi trọc, thời tiết tồi đến nỗi ngay cả ở dưới mặt đất cũng không nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng cả phi hành đoàn cũng không thể kiểm soát được vòng lượng bởi vì máy đo xa của sân bay không làm việc được, các vật chuẩn dưới mặt đất cũng không nhìn thấy. 604, số 6, chỗ anh thấy gì không? 606 nói, có trời mà biết. Trong điều kiện thiếu khí tài, ước lượng bằng mắt là các máy bay đã vào khu vực vòng lượng thứ 3, nơi có đỉnh núi cao 600m, Abuzov cảnh báo với Grebennikov, không kéo dài vòng đường thứ 3 sau khi chuyển qua hướng vuông gốc, tôi vẫn chưa thấy đỉnh núi. Tất cả các tráng sĩ dồn sự chú ý vào IL-76 và họ giữ đúng vị trí trong đội hình chiến đấu để tránh va vào nhau, đồng thời không để mất dấu nhau trong mây dày đặc. Bắt đầu vào vòng ngoặt thứ 3, rất gần với đỉnh núi cao 700m mà chẳng ai để ý đến nó. Đơn giản là họ không ở trong hoàn cảnh có thể làm điều đó. IL-76, ngoặt phải, chỉ còn 2 phút rưỡi trước khi xảy ra tai nạn. 604, nhắm hướng đường hạ cánh dưới mây à? IL-76, rõ rồi. Bắt đầu vòng ngoặt phải, trao nghiêng 15 độ. Các tiêm kích bay bên trái IL-76 chính là những chiếc sống sót hơi dâng cao, tương ứng những chiếc bên phải hạ thấp, để không bất dấu máy bay chỉ huy trong những điều kiện tầm nhìn kém. Trước khi ra khẩu lệnh tản ra, các tiêm kích cần phải xích lại máy bay chỉ huy ở khoảng cách tối thiểu. Bay sát dạo chúng ta lạc đội mất, IL-76 và các máy bay trong nhóm. Khẩu lệnh này được chiếc dẫn đầu nhắc lại vài lần với những chiếc bám theo. Kết quả của sự xích gần lại và đèn chiếu trong buồng lái
Su-27UB do hai phi công dẫn đầu nhóm bộ ba là Boris Grigoriev và Hoa tiêu Alexander Sirovyi điều khiển, soi rõ các động cơ cánh chiếc IL-76, Nikolai Gresanov và Viktor Kondyukov trên hai chiếc Su-27, một chỗ ngồi bám theo sau ở giãn cách chỉ 3-5 mét. Thời gian để điều khiển khí tài thực tế cũng không có, cái chính là không đụng vào nhau. Grebennikov lấy hướng 280 độ tới vòng ngoặt thứ tư như ông đã dự tính. Thực chất toàn bộ đang ở đúng khu vực đỉnh núi. Đỉnh núi khu vực này đang bị mây mù che phủ hoàn toàn. Vòng ngoặt thứ ba đã được thực hiện với độ lệch vài km. Arbuzov không ở trong tình trạng có khả năng giúp đỡ các phi công bởi vì màn hình máy định vị thô sơ của ông ta đầy nhiễu từ mây mù và địa vật, các vệt nhiễm sáng từ chính đỉnh núi đó. Trong tình hình như vậy, Arbuzov cần phải phát một khẩu lệnh duy nhất tới các phi công, tất cả nâng độ cao gấp không chậm trễ. Nhưng khẩu lệnh đó đã không được phát ra, đơn giản là Arbuzov không có đủ tri thức và kinh nghiệm chỉ huy các chuyến bay trong những điều kiện phức tạp, nhất là lại chỉ có những khí tài đảm bảo thô sơ như thế. Các máy bay đã tiến gần đến sườn núi ở độ cao 604m, cách sân bay là 25km, nhưng như về sau các chuyên viên giám định đã đánh giá, chuỗi sai lầm chồng chất này không phải là không thể tránh được. Khi thực hiện vòng ngoặt thứ tư, trong khoang lái IL-76, hệ thống tín hiệu phát cảnh báo về sự nguy hiểm khi đến gần địa vật. Đèn báo màu vàng nhấp nháy, nguy hiểm, mặt đất, còi hiệu trích liên tục. Quy định về chỉ huy bay trong trường hợp này là phải cương quyết và nhanh chóng đưa máy bay về chế độ chiếm độ cao khẩn cấp, đưa chế độ làm việc của động cơ lên mức tối đa. Grebennikov có trách nhiệm báo cho tốp bám sát về mối nguy hiểm và các thao tác tiếp theo cần làm. Bức tranh về những sự việc xảy ra trong khoang lái IL-76 được dừng lại vì tất đã đạt độ chính xác bởi cuộc trao đổi giữa các thành viên phi hành đoàn không được ghi lại. Tín hiệu cảnh báo liên tục phát trong 25 giây. Suốt thời gian này, Grebennikov không có hành động khả dĩ nào. Theo lời ông tướng, người đưa ông thoát ra khỏi trạng thái sốc này là phi công phụ bên tay phải, Soka. Chỉ từ lúc đó, viên chỉ huy mới chợt tỉnh, kéo gấp cần lái về phía mình, đưa máy bay vọt lên cao, nhưng đồng thời phát khẩu lệnh vào không trung rằng tản ra, nâng độ cao gấp lên 500. Nhưng Grebennikov đã lỡ nhịp. 606 nói, chút xíu nữa tôi lạc rồi. 603 đáp, số 4, hãy giữ vị trí dưới cánh IL-76 không sẽ lạc nhau đó. Đến đỉnh núi định mệnh kia, còn 350m chỉ hơn dây bay. Có tiếng hét khẩu lệnh từ chiếc IL-76 dẫn đường, nâng cao gấp. Các hành khách đã nhìn thấy trên cửa ló sáng các bụi cây trên đỉnh núi, và khi đó chiếc đầu tiên của tốp bộ 3 Su-27 vừa vặn chồm vào đỉnh núi. 604 còn gắn báo cho các chiếc sau, nhảy. Nhưng không kịp kết thúc khẩu lệnh, hai chiếc 603 và 606 không kịp làm động tác cứu vãn tình thế. Trong vòng ngoặt cuối cùng mà sau đó cần phải có lệnh tản đội hình khỏi mạng chiếc IL-76, tốp bộ 3 tiêm kích bên phải lúc này đang ở độ cao thấp nhất và trong tình thế nguy hiểm nhất. Bám theo chiếc chỉ huy và tuân thủ quy định bay, nhóm nghiêm ngặt và giữ độ cao thấp hơn chiếc dẫn đường chỉ 2-3 mét. Máy bay của Nikolai Gresanov và Alexander Sirovyi đã đâm ngang sườn núi. Đội bay trên Su-27UB có thể cố gắng nhảy dù, nhưng trong trường hợp này chiếc máy bay không còn được điều khiển, có thể va chạm với chiếc IL-76, có khả năng để ngăn ngừa tai nạn của chiếc IL-76 với các hành khách trên boong. Boris Grigoriev và Alexander Sirovyi đã không sử dụng cơ hội thoát hiểm và đã hy sinh. Hai chiếc sau cũng không tránh được tai nạn là 601, thoát nhanh lên cao gấp. 602, tôi bám theo anh xa xa. Các phi công có kinh nghiệm và thuộc nhau đã lâu, giật mạnh cần lái về mình và bay vút lên khỏi lớp mây mù. Chiếc IL-76 may mắn trượt xuống một thung lũng nhỏ trong rặng núi ở độ cao 32m so với mặt đất trước khi vọt được lên cao. Các giám định viên khẳng định rằng sau khi có tín hiệu báo động, thậm chí cả khi chậm có phản ứng đúng cách trong khoảng 18-19 giây, vẫn còn đủ thời gian cho cả đội bay thoát lên độ cao an toàn. Các phi công tiêm kích thoát nạn đã kịp trấn tĩnh và chỉ hiểu được tổn thất vừa xảy ra khi đã ở trên độ cao 1.500-2.000m. Chiếc dẫn đầu cặp bên trái gọi, số 4 đâu, số 3 đâu, số 6 đâu, không có trả lời. Chiếc IL-76 đã thực hiện hạ cánh chuyển tiếp trên sân bay Cam Ranh, hai chiếc Su-27 còn lại tiếp đất tại sân bay của thị xã Phan Rang, cách đó khoảng 70km về phía nam. Một trong những thành viên tráng sĩ Nga thoát nạn trong vụ này vì ngồi trên chiếc IL-76, Igor Kasenko. Máy bay Su-27 được trang bị hệ thống ghế phóng nhảy dù ở độ cao thấp, cho phép các phi công thoát hiểm chỉ trong vài phần giây trước khi máy bay đâm xuống đất. Thậm chí khi tai nạn xảy ra trên biển, thì phi công cũng có cơ hội được cứu sống. Việt Nam có một vùng biển ấm, và nếu điều đó xảy ra, ngay cả những người dân chài bị đắm thuyền không hề có phương tiện cứu hộ nào cũng vẫn cầm cự được ít nhất là 2 ngày đêm.
Ngay sau khi tai nạn xảy đến, các lực lượng vũ trang Việt Nam đã lùng sục sườn núi số 400 gần Cam Ranh, mà mọi người cho rằng cú va chạm đầu tiên của chiếc tiêm kích là ở đó, nhưng không thấy gì. Sau đó có thông báo là đã tìm thấy mảnh vỡ của một trong ba máy bay Nga. Nhưng ngay sau đó được giải thích rằng những người dân địa phương tìm thấy mảnh xác máy bay bỏ lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Các mảnh xác Su-27 chỉ được tìm thấy vào ngày 16 tháng 2. Từ trên trực thăng, người ta đã phát hiện ra điểm máy bay rơi và dù treo trên cây. Sau đó đã cắt nghĩa được rằng đó là do một trong những hệ thống ghế phóng đã hoạt động khi máy bay đâm vào đá núi, nhưng tiếc thay không cứu nổi phi công. Thường thì trong những tháng mùa đông, ở phần cận xích đạo của Việt Nam, mùa này là mùa khô. Tuy nhiên trên thực tế trời mưa suốt quá trình tìm kiếm cứu hộ. Vì thế, những người cứu hộ phải đốn cây mở đường trong rừng rậm nhiệt đới khá lâu để có thể đến được nơi có xác máy bay. Thi thể của Nikolai Gresanov và Viktor Kodikov được tìm thấy vào ngày thứ 11 của cuộc tìm kiếm. 3 ngày trước đó đã tìm thấy một phần thi thể còn lại của Trung tá Boris Grigoriev và Thiếu tá Alexander Sirovy. Tai nạn đã xảy ra ở núi Chúa, cách sân bay Cam Ranh 25 km về phía Tây Nam. Kết quả điều tra đã buộc tội những người có lỗi trong sự hy sinh của các tráng sĩ là chỉ huy một trong những bộ phận quân sự đóng căn cứ tại sân bay Skalovskoy, Thiếu tướng Grebennikov, Hoa tiêu đại tá Kriazevsky và người chỉ huy bay từ mặt đất tại sân bay Cam Ranh, Trung tá Abuzov. Lỗi của phi công chính và hoa tiêu chiếc 623 được chứng minh hoàn toàn, chưa có lệnh của người chỉ huy hạ cánh. Chỉ huy chiếc IL-76 đã bắt đầu vòng ngoặt thứ nhất, viên tướng đã kéo một cách không cần thiết vòng ngoặt thứ ba với tốc độ hạ cánh 450 km/h, giá mà những chiếc tiêm kích bay sau không cuốn theo nó, thay vì sử dụng tốc độ tiêu chuẩn của dòng máy bay IL này là 350 km/h. Grebennikov thông báo về điểm ngoặt chuyển hướng sau 53 giây khi thực tế đã vượt qua nó phải đến 10 km, còn trạm điều hành mặt đất không thể kết nối, tuyến hạ cánh không có bất cứ một điểm để gắn kết nào với địa hình núi rừng tại địa phương. Theo quy định đề ra với sân bay Cam Ranh, độ cao tối thiểu để bắt đầu hạ cánh từ đất liền là 1.500 m, còn theo thiết bị hiện có trên máy bay IL-76 bay trước các máy bay Su-27 thì hạ xuống 600 m. Đồng thời, người chỉ huy bay Akbozov vẫn có thể đặt viên tướng còn đang bay mới gần tới Cam Ranh về đúng chỗ của mình, huống hồ vị tướng dù sao cũng không phải là chỉ huy của ông. Các chiếc đầu đàn tốt bên trái và bên phải có toàn quyền đòi hỏi lần hạ cánh thứ hai. Về nguyên tắc, bất kỳ người phi công nào đều có thể từ chối thi hành mệnh lệnh, ngay cả chiếc 606, nhưng không ai đã làm điều đó. Trong khi đó, hoa tiêu của chiếc IL-76 cứ nặng nặc theo ý mình và hành động như ma xui quỷ khiến. Trường hợp này, chiếc 605 đã gặp may hơn tất cả, chỉ vì một trục trặc không đáng kể nó đã bị bỏ lại Sangana. Sau thời gian dài điều tra, Tòa án quân sự quân khu Moskova ngày 13 tháng 3 năm 1998 đã tuyên án thiếu tướng không quân Vladimir Grebennikov 6 năm tù giam. Tuy nhiên ngay sau đó ông ta được ân xá. Phiên tòa đã xét hoàn cảnh của bị cáo có nhiều công lao và tặng thưởng của chính phủ và bản thân là phi công quân sự công huân của nước Nga. Công bằng mà nói, trong thảm kịch này, lỗi không phải chỉ do hành động độc đoán của Grebennikov. Như đã nhấn mạnh, trang bị kỹ thuật của sân bay Cam Ranh, thời điểm lên kế hoạch và bay qua không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn sử dụng các sân bay quân sự. Tuy nhiên do chậm trễ, thông tin về vấn đề này từ Bộ Chỉ huy Không quân Hạm đội Thái Bình Dương đã không đến được với các phi công lúc đó đang ở Malaysia. Sau khi tai nạn đã xảy ra rồi, tại tòa người ta đã sắp đặt nhằm mục đích biện hộ cho sự bất lực của các nhân vật có trách nhiệm của Bộ Tham mưu Không quân Hạm đội. Họ không đưa ra được những biện pháp kịp thời sửa chữa và thay thế các thiết bị kỹ thuật trên một sân bay đã từng được khai thác sử dụng từ năm 1969. Vào tài liệu chính thức chỉ dẫn về quản lý, vận hành và khai thác sân bay tại khu vực sân bay Cam Ranh. Về sau, tài liệu này mới được bổ sung chỉnh sửa siết chặt lại điều kiện khí tượng tối thiểu để khai thác bay. Từ tài liệu điều tra công bố tại phiên tòa, có thể thấy rằng việc chỉ dẫn không phù hợp cho người đứng đầu bộ phận quân quản sân bay Cam Ranh về áp dụng những thay đổi trên vào quy định vận hành khai thác chỉ được Bộ Tham mưu Hạm đội Thái Bình Dương đưa ra 3 ngày sau tai nạn. Còn tại Bộ Tham mưu Không quân Hạm đội Hải quân Nga, người ta chỉ biết đến quy định điều khiển khí tượng tối thiểu vào ngày 18 tháng 12. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.